Xin chào mọi người nhé, mình là Kỳ Anh đây. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một số dự án kiếm tiền free online. Dự án hôm nay sẽ là ví Tron nha các bạn nhé. Hai dự án ví Tron, cho nên là yêu cầu các bạn sẽ phải có tài khoản Tron Link, ví Tron Link các bạn nhé. Thì mình sẽ bạn nào mà chưa có ví thì các bạn phải đăng ký nhé và có một ít Tron ở trong này để đăng ký. Thì dự án đầu tiên là cái con GFT. Dự án này thì các bạn chỉ cần điền ví thôi. Các bạn copy lấy ví của mình này. Và đây thì mọi người thấy nó to quá không? Thì mọi người cho nhỏ nó xuống thì mới thấy nhé. Ở dưới này thì mọi người sẽ dán ví ETH hoặc là ví Tron. Thì tốt nhất là các bạn sẽ sử dụng ví Tron cho mình nhé. ZPZM. Đấy, mọi người ấn vào cho mình cái này nhá. Code Aeron hả? Trời ơi, tôi không thấy code gì luôn đấy mọi người. TMNQ. Đấy, thì mọi người cứ dán vào thế thôi nhá. Một Ether sẽ bằng 4444Z. Mà 1.000, 10.000 Ether sẽ bằng 3.334Z. Do balance 10Z được nhận được 10 á. Các bạn copy lại link giới thiệu bạn bè của mình cũng tham gia các bạn nhé. Cái này thì mình chỉ thấy nó yêu cầu các bạn ấy thôi. Giới thiệu bạn bè thôi các bạn, chưa thấy nó ghi được cái gì cả. Thì mình thử sang bên này xem nó có tính rep cho mình không nào. Các bạn chờ mình một ít nha. Hình như là có tính rep đấy, nó tính hình như là mát con này là 50 rep. Để mình xem nhé. Ôi, mạng thế nào ấy nhỉ? Không ra hình luôn đấy. Ok, cái này thì nó chỉ cần làm như thế thôi, không cần phải làm gì thêm nhé các bạn nhé. Thì các bạn sẽ copy lại link giới thiệu bạn bè thôi. Đấy, đây là dự án thứ nhất, là Phát 10 GFT. Dự án thứ hai sẽ là cái dự án con này nhé. Mình cũng là cái con sử dụng ví Tron luôn. Thế cho nên là mọi người sẽ chatbot theo hướng dẫn của mình nhé. Đấy, mình sẽ giới thiệu hai cái dự án này là ví Tron. Đấy, con này là MoDAO. Các bạn ấn Continue sau cộng cái dấu này vào. 71, 9 là 80 nhá. Đấy thì các bạn thấy là nó sẽ cho các bạn là 2,1 hero, tức khoảng 20 đô la. Đấy thì các bạn sẽ làm theo hướng dẫn này, theo dõi group 1. Nói chung cái này thì khá là đơn giản, vẫn chat như những dự án trước đây thôi. Các bạn ấn Don. Join tiếp này, các bạn ấn Don tiếp cho mình nhé. Rồi, đây nhé, iDrop có thông báo hẳn hoi nhé. Đợt doi rồi mà. Đôn thì phải nách đi chứ. Trời ơi, nó ở cứ nhơ nha, nhơ nhởn thế này nhỉ. Bực mình ghê cơ đấy. Làm là nó phải nhanh. Trên mọi tốc độ chứ. Ở lúc mình làm mới có 7.000 mà bây giờ lên 12.000 rồi mọi người. Nhanh quá nhỉ. Mà sao cái chỗ Redwin này sao lại ít thế nhỉ, có 4.000. Tại vì là nó yêu cầu Red cả Redwin mà nhỉ. Hay là một số bạn không làm quên. Các bạn copy lấy tên này, dán vào đây cho mình. Tiếp theo là các bạn theo dõi một cái group này nữa nha. Đấy, theo rồi thì các bạn quay lại, ấn Don. Tiếp theo là các bạn sẽ sử dụng ví, vẫn là ví Tron nha mọi người. Các bạn vẫn sử dụng ví Tron cho mình. Đấy, ok. Thế thì đã xong hai dự án này nhé. Đấy, các bạn copy lại link giới thiệu bạn bè của mình cũng tham gia là được thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hai dự án này của mình nhé. Các bạn sẽ nhận được 2,1 euro tương đương với khoảng 20 đô la và 10 đồng nữa trong cái dự án ZFT nhé các bạn nhé. Đang có giá là khoảng 16, mấy đô la kinh thật.
Biết có phải không? Đang giao dịch trên sàn nội bộ thôi nhá, con này chưa 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 thấy giao dịch trên JustSwap đâu. Là cái con này thì như đã lên JustSwap rồi. Con này. Con Hero. Mình thử test xem nhá. À đây được. À cái này là khác chứ. Đây các bạn lên JustSwap này. Con này là con gì? À, các bạn thử xem search xem có không. Mà sao mà mạng hôm nay chán thế nhỉ? Tì lịt mãi không được ấy. Đổi mạng khác xem nào. Trời ơi, Huribank với lại Petzold ăn thua này. Còn nhanh hơn không? Cái hình không thấy gì luôn này. QW ED rồi trời ạ, cái bọn hàn xẻng mồm to kinh khủng luôn ấy. À cái này nó có tính nhá, có tính rep này, 16 pupil này đấy, có tính rep. Ok, có tính rep ở đây các bạn search này, đây thử xem nhá. Ồ giá cao phết nhỉ, cho 2 đồng vào 2,1. Ủa sao cho nhiều vậy, cho thế thì có mà 2,1 mọi người ạ. Trời ơi 830 tron sướng đấy, mười mấy đô ấy chứ có đơn giản đâu, hai mấy đô nó nói 20 đô cũng đúng thôi, giá thị trường còn lên xuống thì nó tùy theo thị trường các bạn nhé. Đấy. Đây. Ok, như thế là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn hai dự án này nhé. Và nào mà chưa tham gia thì các bạn đăng ký ủng hộ. Link mình sẽ để ở bên dưới video phần mô tả hoặc là phần mở rộng các bạn nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những dự án tiếp theo.